vì sao nhiều người muốn thị trường bất động sản sụp đổ sụp đổ càng nhanh càng tốt mọi người đã rất mệt mỏi với thị trường hiện nay bất kể bạn có liên quan đến thị trường này như thế nào đi nữa cũng sẽ khiến bạn mệt mỏi và đau đầu hơn vì giá của nó đã quá cao thậm chí ở mức trên trời trong video này tôi sẽ đề cập đến việc tại sao mọi người lại muốn thị trường bất động sản sụp đổ đâu là sự thật và bản chất của thị trường bất động sản hiện nay liệu chúng ta sẽ chứng kiến đợt suy si thoái và đổ vỡ bất động sản hàng loạt theo một quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử hay sẽ còn diễn biến bất thường hơn những gì đã xảy ra. Với những ai lần đầu xem kênh YouTube của tôi, tôi là Quang Vinh, chuyên đầu tư, tư vấn bất động sản, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất cho bạn. Bạn có thể xem thêm những video khác mà tôi đã chia sẻ miễn phí trên kênh. Với những ai chưa đăng ký kênh, bạn có thể bấm vào nút đăng ký và nhớ bấm chuông bên cạnh để YouTube thông báo cho bạn khi có video mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Khi mà hầu hết mọi người muốn có một sự suy thoái của bất động sản để giá cả sẽ trở nên rẻ hơn và có nhiều cơ hội để mua nhà đất. Bạn và tôi có thể tự hỏi bản thân rằng liệu chúng ta có phải là những người độc ác hay là những kiểu người xấu xa hay là do chúng ta đang rất khao khát hoặc là ghen tị vì nhiều người sở hữu được nhà còn chúng ta thì lại không chúng ta muốn họ mất đi những giá trị bất động sản bất động sản của họ phải giảm giá xuống và có lẽ đó là những điều chúng ta mong muốn nhất nhiều người mong muốn rằng là bất động sản giảm giá càng nhiều càng tốt nhưng câu trả lời không phải như vậy không phải lý do chúng ta mong muốn bất động sản sẽ gặp khó khăn hay là khủng hoảng thực tế là chúng ta mong muốn thị trường bất động sản sẽ giảm giá cả xuống và mọi người khác có cơ hội mua được nhà thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình còn những nhà đầu tư cũng chọn lựa được những sản phẩm tốt nhiều tiềm năng tăng trưởng khi thị trường trở lại chúng ta cũng mong thị trường bất động sản gặp khủng hoảng để giá cả trở về với giá trị thực của nó thậm chí là càng sớm càng tốt trên thực tế các nhu cầu căn bản về an cư sinh sống cũng đã không còn là căn bản theo đúng nghĩa của nó nữa rồi khi mà các lĩnh vực khác đều tăng hàng năm hàng chục, hàng vài chục phần trăm, thậm chí bất động sản có thể tăng từ 50 cho đến 100% trong một thời gian ngắn. Trong một video trước, tôi có đề cập đến giá bất động sản đã cao hơn thu nhập của người dân rất nhiều, từ 10 cho đến 20 lần. Ví dụ một căn nhà hay một căn hộ giá 2 tỷ đồng, một người làm việc với mức lương 10 triệu đồng một tháng thì phải cần 17 năm mới tích cóp đủ số tiền để mua nhà. Trong điều kiện là chỉ để dành dụng, không chi tiêu, phải bóp mồm bóp miệng lại. Còn nếu phải chi tiêu thì tất nhiên số năm sẽ nhiều hơn 17 năm để mua được nhà. Nhiều người com cóp, dành dụng bao lâu mới được một số tiền. Giờ có trong tay rồi thì họ cũng chỉ mong muốn thị trường giảm càng sâu càng tốt, càng rẻ càng tốt. Còn những nhà đầu tư có tiền mặt thì ra sức để săn hàng, những hàng cắt lỗ giá rẻ để hốt chọn những cái hàng ngon bổ rẻ nhiều người có thể nghĩ rằng những ai mà làm trong lĩnh vực bất động sản mua đi bán lại thì giá càng cao bán đi bán lại càng có lời nhưng thực sự không hẳn như vậy vì bạn hãy tưởng tượng giá cả cao ngất như hiện nay thì nhiều nhà đầu tư cũng rất là ngại xuống tiền rồi hỏi rằng bỏ một đống tiền khi bán lại lãi được bao nhiêu bao lâu mới lãi được như kế hoạch và kỳ vọng nhiều khi cũng chỉ mong giá giảm xuống cho nhiều nhà đầu tư vào thị trường mua đi bán lại sôi động như thời gian trước lại vui và hiệu quả hơn nhiều so với hiện nay. Chẳng hạn như mấy anh em nhà đầu tư tìm đất mãi mới được vài chỗ trong tầm cân nhắc nhưng cuối cùng cũng phải bàn đi tính lại. Nếu mua 3 đồng chi phí cộng với lãi vay cộng với chờ đợi khi bán ra được 3 đồng 2 thì cũng gọi là tạm tạm. Nhưng mà tìm đầu ra cũng không phải nhanh được nên cũng rất là đắn đo và thận trọng. Chẳng hạn như cách đây 3, 4 năm, giá bất động sản còn dễ thở hơn rất nhiều. Có khu đất quy hoạch Vendo từ 3 cho đến 4 triệu đồng một mét vuông. Một lô chỉ khoảng tầm từ 300 cho đến 400 triệu một lô. Với mức giá này thì nhiều người có sẵn tiền để mua hoặc là để đầu tư lâu dài. Khi bán ra hoàn toàn có thể có lãi và giá sẽ tăng lên mức 7-8 triệu một cách nhanh chóng, thậm chí có thể lên đến 10 triệu hoặc hơn một chút cơ hội cho cả người đầu tư và người có tiền hạn chế vẫn có thể tham gia được. Còn giờ đây, giá đất ở những khu tỉnh lẻ hay gần khu công nghiệp cũng đã hơn 10 triệu, 15 cho đến 20 triệu mét vuông. Thì thử hỏi, khi đầu tư vào bán ra có lãi được mấy hoặc là đầu ra lại rất chậm. Gần đây, ở một số khu vực ở vùng quê, khi bán 100 mét vuông đất thì có thể mua một căn hộ tầm khoảng 2 tỷ ở trung tâm thành phố. Mức tăng giá của bất động sản mà mọi người có thể hình dung và chấp nhận được thì thường nằm trong khoảng 3 cho đến 6% một năm, tùy vào mỗi địa phương và mỗi người sinh sống. Nó tương đương khoảng trong mức lạm phát. Chúng ta cũng chẳng muốn bất động sản đổ vỡ làm gì cả, vì chúng ta không phải là những người độc ác. Hay có thể một vài người cũng muốn trở nên độc ác. Miễn sao là thị trường giảm nữa đi, giảm càng nhiều càng tốt. Độc ác một tí cũng chẳng sao. Tôi nói vui vậy. Trước khi đến các phần tiếp theo, bạn hãy nhớ bấm nút like, thích video này để YouTube ghi nhận nội dung này có ích và đề xuất cho nhiều người được xem hơn. Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới. Thực chất, chúng ta cũng mong chờ khủng hoảng bất động sản xảy ra để mang đến những cơ hội cho những người chưa có nhà, sớm mua được nhà, thực hiện hóa được giấc mơ của mình. Trong khi việc thuê nhà lại rất là bất ổn định. Giá cả thì thay đổi theo chiều hướng tăng. Do đó cũng phải đến lúc tính đến việc mua nhà và giờ đây cũng có thể là một thời điểm tốt rồi. Rồi là nhiều người đi làm cả đời, tích cóp được số tiền, cũng mong muốn có được mảnh đất, một cái căn nhà để dưỡng già hoặc là mua cho con cháu. Cũng có thêm những cơ hội khi thị trường bất động sản suy giảm và giá trở nên rẻ hơn. Nhiều người có 3 4 người con cũng mong muốn giá rẻ hơn để có điều kiện và cơ hội mua cho mỗi người con sở hữu được một bất động sản về lâu về dài. Thị trường bất động sản khủng hoảng hay giá cả sụt giảm cũng là một cái cơ hội cho những nhà đầu tư mới. Bấy lâu nay chưa có cơ hội để tham gia vào thị trường. Khi mà chứng kiến những người xung quanh, bạn bè tham gia vào lĩnh vực bất động sản, lướt cọc, bán nhanh, mua nhanh với số tiền lãi rất là dễ dàng và nhiều đến vậy. Nhiều nhà đầu tư cũng muốn tham gia vào thị trường bất động sản nhưng mà chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa tới lượt, vẫn chưa có cơ hội. Vì những nhà đầu cơ, họ gom đất cả một đống rồi họ đã đi trước và dành hết phần khó có cơ hội cho những người theo sau từng đấy lý do cũng đủ để thấy biết bao nhiêu người mong muốn bất động sản sụt giảm và giá nên rẻ hơn bạn cũng thấy điều này là có lý phải không ạ và còn thêm cơ sở nữa để mọi người tin rằng giá cả làm sao mà cứ lên cao mãi được kiểu gì cũng có ngày phải giảm xuống thôi cái gì lên rồi cũng phải xuống giống như một quy luật có thể nó sẽ diễn ra như thế nào mà thôi diễn biến có thể diễn ra là đóng băng đổ vỡ khủng hoảng nặng nề hoặc cũng có thể giảm giá đáng kể hoặc được điều chỉnh xuống một cách dễ chịu hơn trước. Một trong những điều đó có thể cần phải xảy ra để những người đang chờ đợi sẽ mua được giá tốt hơn trước rất nhiều hoặc là sẽ phải chờ đợi thêm. Thực ra không có câu trả lời rõ ràng và cụ thể cho việc này. Để cho những người đang chờ đợi sẽ mua được giá tốt hơn trước hay là sẽ phải chờ đợi thêm. Vì có nhiều chiều hướng đang diễn ra, thông tin xấu về thị trường như giao dịch bất động sản sụt giảm, người mua thì khát tiền mặt, thanh khoản rất là kém, nhiều vụ đổ bể hay là doanh nghiệp phá sản, ngân hàng phải thanh lý, giảm giá bán nợ. Tuy nhiên mặt khác lại có rất nhiều chương trình kích thích, hỗ trợ như giảm lãi suất vay ngân hàng, những cái ưu đãi hay là giãn nợ, các cái gói kích thích cho thị trường. Rồi các cái báo cáo phân tích của chuyên gia dự báo rằng bất động sản còn tăng nữa, chưa chết được đâu. Ngần ấy luồng thông tin cũng đủ cho chúng ta lạc vào ma trận tiến hay lùi mua hay là phải chờ đợi. Điều mong chờ là gì? Cũng chính vì vậy nên khiến cho mọi người mong chờ bất động sản sẽ trở về với giá trị thực của nó, thị trường sẽ trở về với trạng thái bình thường mới, thậm chí thị trường bất động sản sụt giảm hay suy thoái để cho nhiều người có cơ hội mua bất động sản hơn. Vì bất động sản giá rẻ dường như chỉ có trong TV hay chỉ có trong trí tưởng tượng. Tất cả mọi giá cả đã cao ngất rồi. Điều chúng ta mong muốn đó là sự ổn định giá cả phù hợp với giá trị, đừng có cao bất thường hay là tăng liên tục khiến mọi người phải vật vã chiến đấu mới có thể có được nhà đất. Đó cũng là bức tranh mà thị trường bất động sản có thể được kỳ vọng nhất, cũng cần phải có sự kìm hãm tăng giá, điều chỉnh ở mức giá hợp lý hơn, cần có khủng hoảng và suy thoái giống như một chu kỳ sinh lão bệnh tử tự nhiên của nó. Để từ đó làm mới thị trường, làm mới các nhà đầu tư, thay đổi các doanh nghiệp làm ăn yếu kém, không chuyên nghiệp, các chủ đầu tư trục giật, hoặc lừa đảo sẽ lộ rõ và hết cơ hội diễn trò nữa. Hoặc các nhà đầu cơ kiệt sức, bể nợ sẽ phải bỏ bớt hoặc nhả ra những đống bất động sản đã ôm bấy lâu nay. Đồng thời tái lập lại một thị trường và những đối tượng mới mang lại sức sống mới chuyên nghiệp hơn cũng như là thêm những nhà đầu tư tiền thật, việc thật để khi tham gia bất động sản cần phải xác định mục tiêu lâu dài hơn cũng như là mang lại những giá trị nhiều hơn cho nhiều người được sở hữu bất động sản hơn. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng nhiều người muốn bất động sản sụp đổ không phải vì họ xấu xa, độc ác hay tham lam hay gì gì đi nữa. Đơn giản chỉ là họ muốn cơ hội mới và cơ hội thực hơn. Để làm sao giá trị của bất động sản là 2 tỷ thì chúng ta phải chi trả 2 tỷ mà thôi, chứ không phải bỏ ra 3 hay 4 tỷ để mua một bất động sản giá trị 2 tỷ. Để không phải mắc nợ nần, để mọi người không phải chịu cảnh lực bất tòng tâm hay giấc mơ mua nhà xa vời đó là lý do vì sao nhiều người vẫn muốn bất động sản suy thoái không phải vì mọi người xấu xa gì cả vì ai cũng muốn cơ hội tốt hơn cho bản thân mình cũng bởi vì hiện nay mọi thứ giá cả đã quá cao đến mức bất hợp lý dẫu sao cũng sẽ cần thời gian xem xét diễn biến thị trường trong thời gian tới để biết liệu từ mong muốn đến thực tế sẽ gần hơn hay xa hơn xem đến đây bạn hãy để lại ý kiến bình luận của mình trong phần bên dưới tại sao bạn muốn bất động sản sụp đổ Liệu sắp tới bất động sản sẽ xảy ra sụp đổ hay không? Hay bạn có chia sẻ gì? Hãy để lại bình luận bên dưới. Hy vọng video này có ích đối với bạn. Hãy giúp tôi chia sẻ video này tới người thân và bạn bè của bạn và giúp YouTube đề xuất cho nhiều người khác được biết đến hơn. Bạn hãy nhớ đăng ký và bấm vào chuông để YouTube thông báo cho bạn xem video mới sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn bạn.